Nga phát triển vũ khí vô hiệu hóa cả tên lửa siêu hiện đại chống tăng Javelin. Trong triển lãm quốc tế 22 Interpolytech 2018, các nhà sản xuất vũ khí tác chiến điện tử giới thiệu những phát triển mới nhất trong lĩnh vực trinh sát phát hiện các trang thiết bị quang điện tử và chế áp các loại khí tài này. Phát triển gây sốc cho khách tham quan, đặc biệt là phương Tây, chính là khí tài tác chiến điện tử Tabagan, một mannequin với vũ khí siêu hạng này đặt ngay cạnh cửa ra vào triển lãm. Theo những thông tin được đăng tải trên trang giới thiệu sản phẩm của các nhà sản xuất, vũ khí tác chiến điện tử này có thể phát hiện không chỉ các trang thiết bị chiến đấu hiện đại, được ngụy trang kỹ lưỡng, sử dụng thiết bị quan sát, trinh sát ban đêm bằng kính hồng ngoại, quang ảnh nhiệt, mà còn có thể áp chế các thiết bị này. Hơn thế nữa, thông tin về tọa độ mục tiêu được truyền thẳng về các trắc thủ hỏa lực của các phương tiện chiến đấu. Cấu trúc thiết kế của Tabagan cho phép khai thác sử dụng ngày cũng như đêm trong các tình huống phức tạp của điều kiện thời tiết. Theo các chuyên gia quân sự, khi trực tiếp nghiên cứu khảo sát thiết bị này, các phương tiện quan sát tấn công hiện đại sử dụng công nghệ quang điện tử, hồng ngoại và ảnh nhiệt sẽ bị vô hiệu hóa bởi trang thiết bị có vẻ như rất đơn giản này. Các binh sĩ sẽ có được khả năng phát hiện và chế áp các phương tiện chiến đấu, xạ thủ bắn tỉa, các tổ hợp vũ khí chống tăng và thậm chí là cả tổ hợp vũ khí Javelin siêu hiện đại và vũ khí tương đương của Pháp, Hàn Quốc sử dụng công nghệ ảnh hồng ngoại và quang ảnh điện tử. Nga đưa trực thăng tới biểu diễn ở Việt Nam lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử. Công ty trực thăng Nga Russian Helicopters vừa chính thức thông tin về việc đưa các dòng trực thăng tiên tiến tới giới thiệu tại Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác. Theo công ty trực thăng Nga Russian Helicopters, thành viên của tập đoàn Rostec, hai loại máy bay sẽ được đưa tới bay trình diễn và giới thiệu ở Việt Nam là trực thăng Mi-171A2 và Ansat. Đây là hai loại trực thăng đa dụng thế hệ mới nhất do Russian Helicopters chế tạo. Trước khi bắt đầu tour trình diễn ở Đông Nam Á, mà điểm ưu tiên số 1 là Hà Nội, Việt Nam, hai trực thăng Mi-171A2 và Ansat đã sẵn sàng có mặt để giới thiệu triển lãm hàng không Trung Quốc năm 2018. Các chuyên gia của Russian Helicopters đã thiết kế phối màu cờ Tổ quốc của Nga cho những chiếc trực thăng này nhằm phục vụ tour bay trình diễn đặc biệt qua nhiều quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đầu tháng 11 tới, công ty trực thăng Nga sẽ bay giới thiệu hai loại trực thăng Mi-171A2 và Ansat tại triển lãm hàng không Trung Quốc 2018, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11 năm 2018. Sau khi kết thúc triển lãm, các trực thăng trên sẽ lên đường tiến hành tour trình diễn giới thiệu ở các quốc gia Đông Nam Á. Tổng quãng đường bay dự kiến sẽ kéo dài khoảng 4.500 cây số, với các điểm đến như sau: đầu tiên là Hà Nội, Việt Nam, sau đó là Phnom Penh, Campuchia, Bangkok, Thái Lan và cuối cùng là Kuala Lumpur của Malaysia. Trong tour trình diễn này, các chuyên gia sẽ giới thiệu về những tính năng vượt trội của trực thăng Nga để từ đó hệ thống dịch vụ sau bán hàng cũng như phương thức thu xếp tài chính có thể được giới thiệu rộng rãi đến quý vị. Đặt mua trực thăng Mi-171A2 và Ansat cùng các loại máy bay khác do Russian Helicopters chế tạo. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến chương trình bay biểu diễn tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2018. Phóng viên của chúng tôi sẽ có mặt trực tiếp tường thuật về sự kiện đặc biệt này. Mời các bạn cùng đón xem. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.